Trong video được chia sẻ lên Viral Hawk, một phụ nữ trẻ lái xe đạp điện đã tông thẳng vào đuôi một chiếc bán tải đang đậu gác lên vỉa hè ở Thái Nguyên. Người chia sẻ cho biết mình là chủ nhân chiếc bán tải và rất may không ai bị thương. Smartphone đang trở thành vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng việc lạm dụng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Trên thực tế đã có rất nhiều tai nạn, không ít vụ dẫn đến thương vong liên quan đến vấn đề vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Một tài xế xe tải mải nghe điện thoại đã dẫn đến việc thiếu kiểm soát đâm vào chiếc xe máy chở gia đình 3 người đang lưu thông ở Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An. Hậu quả cả 3 người trên xe máy đều tử vong. Vừa sử dụng điện thoại vừa lái xe là thói quen của nhiều tài xế. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hành vi này cũng nguy hiểm như say rượu lái xe, ngay cả khi sử dụng điện thoại chế độ rảnh tay trên ô tô. Tuy nhiên, trong khi mức phạt của việc say rượu lái xe đã được điều chỉnh theo hướng ngày càng nghiêm khắc hơn thì xử phạt hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe vẫn còn bị đánh giá chưa đủ sức răn đe. Theo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, sửa đổi bổ sung quy định, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng với hành vi vi phạm sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Trong khi đó, mức phạt tiền với người sử dụng ô tô có hành vi tương tự là 2 đến 3 triệu đồng.